Mình đang ở trong tù ở bên Mỹ rồi các bạn. Mình rồi bây giờ nhớ thăm tôi á, anh đầy đủ nha Minh. Ok. Chỗ này có một cái bàn ngồi má bàn sắt vậy nè. Rồi phải ngồi xuống đây. Chỗ này là có một cái bồn rửa mặt. Nè. Có vòi nước lavabo đầy đủ nha. Đó, đây review chi tiết cho ông coi nhà tù ở bên Mỹ như sao nè. Chỗ này có cái lavabo. Cái phòng này thì nó xịn thôi, bạn nhìn thấy có cái giường nằm nè. Có cái bồn ỉa, cái bồn rửa mặt, lavabo thì cái bồn ỉa nó sẽ gì. À, thì họ để trên này là có hai cái ly cốc nước nè, sắp là 1 2 4 5 6 quyển sách nè. Xà bông rửa mặt, lai boy rồi, ăn tắm vậy chủ đích. Không, nó ngồi nó đang lên nè, bạn thấy không? Đang lên nó thuốc nó hút nó kìa. Nó hút thuốc luôn. Trời ơi, cái phòng giam này là cái này là có gọi là cái phòng giam bình thường. Vậy đối những ngoài gọi đối tượng mà cá biệt vô tù mà quýnh bạn tù rồi đấm người này rồi quýnh người kia rồi không tuân thủ theo gọi là luật lệ ở trong tù thì bị giam ở đâu, thì mình sẽ dẫn các bạn coi cái phòng gọi là phòng biệt giam ở tại này các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay sẽ là một video thỏa theo yêu cầu của rất là nhiều bạn ở tại kênh của mình, đó là review nhà tù ở tại Mỹ các bạn. Sau khi trải qua các cuộc bị police Mỹ bắt hai lần rồi bên Canada bắt, thì các bạn nói là con đường vào nhà tù của Kho rất là gần, thì sẽ review nhà tù cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ review nhà tù tại nước Mỹ, và đặc biệt là cái nhà tù này là gọi là nhà tù khét tiếng nhất ở Mỹ, và được canh phòng nghiêm ngặt nhất, và nơi gọi là giam giữ những tên tội phạm mà gọi là khét tiếng nhất ở tại Mỹ luôn các bạn. Và nơi đây là nơi cảm hứng cho bộ phim Vượt Ngục. Bạn nào là fan của bộ series phim Vượt Ngục của Michael Scofield thì hôm nay các bạn sẽ được gọi là chứng kiến cái nhà tù gọi là làm nên cảm hứng của bộ phim cực kỳ nổi tiếng, đó là Vượt Ngục. Thì theo chân mình thì vé để lên qua bên này tham quan cái nhà tù bên này là tầm khoảng là bao nhiêu quên rồi, 43 đồng. Thì đi qua theo cho mình sẽ qua cái tàu bên này để qua cái nhà tù đó. Là tại sao phải đi qua cái tàu này để qua nhà tù đó, tiếp tục mình sẽ nói cho bạn xem bây giờ vô các bạn. Người ta đã đi xuống rồi, thì nhà tù này nằm trên một cái đảo, gọi là cái hòn đảo cách biệt luôn các bạn. Nên nó mới gọi là nhà tù gọi là canh phòng nghiêm ngặt bậc nhất ở tại Mỹ các bạn. Đó. Nhà tù này sẽ có tên là đó, nhà tù này tên là Alcatraz. Thì bạn có thể mua vé ở chỗ tích kịch này, hoặc là bạn có thể mua đặt online này nọ, xong bạn in ra cái vé này, hoặc là các bạn vé điện tử, nói chung là cách nào cũng được nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đi qua một cái đảo bên đó, thì chỗ này người ta gọi là những cái gọi là pier, là những cái gọi là cái bến tàu, bến cảng đã cập cảng ở bên Mỹ. Cái đây là mình hiện tại là đang đứng ở tại gọi là vịnh San Francisco các bạn, ở tại California. World Review các bạn coi mình đang đứng tại vịnh San Francisco nha các bạn. Có cầu cổng vàng, thì hôm nay trời nắng rất là đẹp. San Francisco nổi tiếng với sương mù, thì hôm nay đặc biệt là đi review nhà tù Mỹ thì nắng rất là đẹp các bạn. Thì bạn thấy lượng người xếp hàng dài đông vô các bạn. Hôm nay mình đi là trong tuần này, đi thứ năm tông đen à. Đó, hàng dài luôn bạn. Discovery Alcatraz. À, chúng ta sẽ đi cái tàu này để qua cái đảo đó các bạn. Hấp dẫn, đây là review chi tiết nhà tù nha, ông xem nha. Video thử thách 24 giờ ở trong tù. Bạn coi rất là nhiều video ở bên Việt Nam mình, 24 giờ làm chó, 24 giờ ăn cức, 24 giờ ăn trong bồn cầu, mà chưa có 24 giờ trong tù đúng không? Hôm nay là 24 giờ trong tù các bạn. Rui à, mình nó quay rui nha, mình quay sau lưng anh không nè, không thấy gì nhiều đâu nha anh. À, ở dưới này là cái sàn rồi, các bạn coi. Đây là công an ở dưới. Đi vòng vòng cho bạn coi thứ vòng nó cái gì các bạn. Đây nhà vệ sinh. Đây là sâu. Tàu ở dưới. À, rất là mát, có con chim. Giờ chúng ta sẽ đi lên lầu trên này. À, lên đây các bạn. Đó. Không gian là đông các bạn.
chúng ta sẽ đi qua hướng bên này nè các bạn. Đi hướng qua bên này sẽ qua nhà tù ở bên đảo bên đó, rồi đi dạo dạo vòng này cho anh cái. Đó, đây là gọi là đi một vòng hết cái tàu các bạn coi rồi đó. Coi thử có cái gì. Thì chỗ này nó lái tàu lái đồ này có đứng các bạn. Ở trong này là chỗ thiền trưởng. Mình sẽ ngồi đây. Đó. Đúng không bạn? Ở Việt Nam rất là nhiều cái dạng thử thách mà chưa có thử thách 24 giờ trong tù, đúng không mình? Giờ các bạn coi 24 giờ trong tù như thế nào. Đây là gọi là cảm hứng cho bộ phim Vượt Ngục. Ok, theo chúng mình, bà mẹ này hơi chóng mặt nha các bạn. Mấy quỷ nó chạy nó đầu nó neo neo trong chành đúng không anh? Nên chắc đi qua đó mình sẽ review tiếp bạn coi. Mấy hơi chóng mặt vậy. Đông không? Bạn thấy đông không? Bữa đi coi xong vận động. Xong vận động là đánh vô Sena đông đen đông đỏ. Bữa nay đi coi tù cũng đông đen đông đỏ các bạn. Bạn có thấy một điều gì thú vị không bạn? Nghĩa là cái nhà tù không là nhiều người ta rất là hứng thú. Cái nhà tù thôi ta đi du lịch đông đen thì là bạn biết rồi. Chủ đề gọi là vượt ngục rồi này nọ là buôn thỏ là rất là hot. Ok bạn, chúng ta đã tới nhà tù nghiêm ngặt mặt nhất nước Mỹ các bạn. Nơi giam giữ mấy người tội phạm khét tiếng nhất ở tại Mỹ. Đây, Alcatraz. Hướng bên này sẽ là cái cầu rất là đẹp vô đào thào. Bạn thấy không? Hướng nó hướng đào thào. Cặp bến, cặp bến. Đây mình và các bạn coi cặp bến. À, cặp bến. Kinh. Ủi dồi, ủi dồi, ủi dồi. Ủi dồi, ủi dồi. Đây, nước bên này. Bên này nữa nè các bạn. Vô. Ủa, đi bằng cái thuyền bự như vậy. Đây, nói chung đây cũng là lần đầu tiên mình đi phà đi bè ở bên Mỹ. Có dịp đi qua nhà tù cũng là lần đầu tiên đi phà đi bè bên Mỹ luôn. Thì đây là cái phà. Mình đi rất là nhiều phà ở bên mấy nước khác rồi, nhưng mà phà bên Mỹ là lần đầu tiên đi. Nó cũng khá là êm, các bạn không có chồng chành, nó rất là bự. Thấy không? Mỹ vẫn xài phà bình thường mà. Mấy ông ở miền Tây vẫn xài phà, nghĩa là mấy ông đang ngang hàng với Mỹ. Đúng không mình? Vô nè đó, cột dây nè mình. Cột neo. À, đi xuống ở này nè. Đây đang cột dây nè. Bên Mỹ đang cột dây neo nè, lấy review các bạn coi tàu nè, đó. Không, chi tiết cho mấy ông xem rồi đó. Đi phà ở Mỹ như thế nào, thế nào, đi phà qua tù sao. Thử thách 24 giờ trong tù rồi. Nghe hấp dẫn không? Đây, chúng ta sẽ tới một cái công trình mà nơi đây gọi là vẫn có người vượt ngục được nha các bạn. Vô, mình sẽ giới thiệu các bạn về nhà tù này. Cái hệ thống nhà tù này là được xây dựng từ năm 1912, thì thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó. Thì hệ thống nhà tù này xây từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thì xây thì đến năm 1963 á, thì nhà tù này đã được gọi là giải thể và thành trở thành gọi là nơi tham quan du lịch ở tại San Francisco, đặc biệt là tại cái vùng mà du lịch combo mà cầu cổng vàng Golden Gate các bạn, rất là nổi tiếng ở San Francisco luôn. Thì lần trước mình chưa review cho bạn xem, thì hôm nay thì theo chúng mình do coi thử nó nghiêm ngặt là nghiêm ngặt như thế nào. Công trình này là người ta gọi là không thể gọi là vượt ngục được, nhưng mà nó vẫn xảy ra vụ vượt ngục thế kỷ. Vụ vượt ngục này làm cho nhà tù này đóng cửa dẹp tiệm luôn. Bạn ghê không, là làm cảm hứng cho bộ phim Vượt Ngục. Nghe hấp dẫn chưa các bạn? Thì video đó chúng ta sẽ khám phá được từng cái phòng giam, phòng đồ trong đó là như thế nào và tù nhân họ sống ra sao. Để thấy lượng người ông đi lên đi xuống, lên xuống đông đen các bạn. Đây là lượng người đi xuống, ông kia đang chờ đang đi lên để đi về lại họ vịnh San Francisco. Thì nãy coi một vịnh thì qua đây một vịnh. À, một vịnh San Francisco nối ba cái đảo lại với nhau, nên nó sẽ có ba cái cầu rất là đẹp.
tù ở đây ở rất là thơ mộng, ở rồi ngắm cầu Golden Gate, ngắm downtown rồi các bạn, cuộc sống thơ mộng. Chỗ đây chỉ chứa những cái gọi là những tên tội phạm khét tiếng nhất ở tại Mỹ mới ở đây nha các bạn. Và từ ở thời điểm mà nó xây dựng nhà tù này, gọi là nhà tù kiên cố bậc nhất ở tại Mỹ, không có nhà tù nào mà vượt qua cái nhà tù này được hết các bạn. Và chế độ trong này rất là hà khắc theo chân mình. Đi nào. Phà ở Mỹ nghe thấy xịn sò các bạn. Thấy phà mình xịn sò không? Ai? Đó, cái cột rồi bự không? Cái view đã cho tù và view đã vậy á. Này có cái Golden Gate á, cái nhà tù này tên là Alcatraz, các bạn thấy không? Alcatraz Island. Chỗ này chúng ta sẽ hướng dẫn. Sorry. Ở đây có nhiều tiếng bạn, tiếng tàu, một đô, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng đồ, tiếng Anh, tiếng Đức, trời ơi, tiếng Anh đâu, trời ơi, English, một đô. Trời ơi, ok, tự mua tự bỏ tiền các bạn. Bạn nào không thích bỏ thì gửi các bạn nha. Đây coi hướng dẫn coi. Đây là mấy thằng nhà tù họ vượt ngục nội lọt, mấy thằng này là tù khét tiếng nữa các bạn. Al Cabo rồi nè, đây là những cái tù khét tiếng đúng không anh? Đó. À. Chúng ta sẽ có một cái map. Nguyên một cái đảo này luôn. Chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi họ theo cái map này đi nghiên cứu. Ok, theo chân anh đi. Đây, chúng ta sẽ vô cell house, là gọi là nhà tù nha các bạn. Vô. Đó, chúng ta sẽ bước chân vô nhà tù trong một cái không gian rất là đẹp, thơ mộng. Vô. Nào là gì đây? Trời ơi.
Đây là các dụng cụ ngày xưa của mấy người mà cai tù mà cộng sắt là nó gì nha. Rồi, huy hiệu. Đây là nguyên bộ đồ. Ông này chắc cũng là quản lý ở đây cho. Cho mình. Công việc quản tù nè. Đây, đây các bạn. Đây là phòng làm gì đây? À, cái phòng này gọi điện thoại cho người thân. Ngày xưa là người thân tới đây thăm tù rồi vô đây ngồi xong rồi nói chuyện. Chỗ này là có một cái hệ thống đó, hả? Rất là nổi tiếng trong phim Vượt Ngục các bạn thấy không? Là chắc là để vận hành mở điện đồ cả cái gian tù luôn các bạn. Ok thấy chân mình. Ôi này sắc thép không à. Đây. Chào mừng các bạn đến với phim Vượt Ngục. Ở đây các bạn. Rồi. Thì bạn thấy sau lưng mình là một cái cảnh tượng rất là quen thuộc ở trong một cái bộ phim quá là nổi tiếng luôn các bạn. Hai bên dãy hành lang cao lên. Mỗi khi mà có tù nhân mới vô hai bên sẽ la hét lên các bạn. Cái cảnh bất hủ ở tại đây. Hai dãy tù này nhìn là biết tù Mỹ liền các bạn. Rất là nhiều ông yêu cầu review nhà tù. Bây giờ là tôi đã đứng ngay tại nhà tù để review cho mấy ông xem rồi đó. Để cho mấy ông coi thử là nhà tù Mỹ, nhà tù Việt Nam khác gì nhau. Thì ông theo chân mình để coi cái tour này. Thì đặc biệt trong này sẽ có một vụ vượt ngục. Mình nói hồi nãy là vụ vượt ngục chấn động ở tại nước Mỹ. Và nó in sâu sắc vô trong gọi là các đoàn làm phim này nọ về vượt ngục, là hầu như phải dựa theo câu chuyện này để làm thành những cái bộ phim mà gọi là cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Về vượt ngục này là gọi là có thiệt, họ dùng muỗng rồi họ dùng những cái thứ vật liệu mà nhỏ nhất tích góp đi lượm từng món. Bạn coi phim vượt ngục đó là họ sẽ đi làm thêm để kiếm tiền đúng không, họ đi vô giặt ủi nọ lượm món, họ vô giặt là rồi ăn đồ uống họ lượm món, họ đi vui chơi họ lượm một món, thì sau khi những cái món đó lại thì họ chế tạo thành dụng cụ để họ vượt ngục, họ bơi ra biển ngoài kia. Thì như thế nào thì bạn theo chân mình trong cái dãy hành lang này, trong cái khu nhà tù này các bạn, để cho bạn coi thử là trên phim ảnh và ngoài thực tế thì nó có giống nhau hay không. Thì phải nói cho bạn biết là nó còn kinh khủng hơn trong phim luôn các bạn, là nó Michael Sofield nó phải đi xăm mẩy, nó phải nghiên cứu trước là cái địa hình địa thế ở trong cái nhà tù này thì nó mới vô tù xong nó mới vượt ngục. Còn đây là những cái thằng mà ở trong này nó là những tội phạm khét tiếng nhất ở tại Mỹ và nó không có biết cái cấu trúc ở đây như thế nào hết, nhưng mà nó vượt ngục được bằng cách là đục lỗ đục tường và leo ra bơi ra biển đeo trong mình. Thì nó sẽ có 1, 2, 3 tầng, thấy không, 1 tầng 2 tầng 3 tầng. Ở dưới này là cái tầng họ trệt nè các bạn, của nhà tù. Thì ngang của nó là 1,5 m đó, và ngang của nó là 1,5 m, trong đó có một cái toilet. Đây cho bạn coi cái phòng của họ nhà tù đó chính xác nè. Đây chỗ này có một cái bàn ngồi má bàn sắt vậy nè, rồi bạn ngồi xuống đây. Chỗ này là có một cái bồn rửa mặt nè, có vòi nước lavabo đầy đủ nha. Đó, đây review chi tiết cho ông coi nhà tù của bên Mỹ như sao nè. Chỗ này có cái lavabo để ngồi lên, nó dính luôn, nó dán luôn. Này cái lavabo phải ngồi cái ỉa nhà tù là gì nè. Đây đó, ok không? Thì chỗ này nó có gì nữa đây, hộp điện. Đây cổng nhà tù. Thấy không? Chụp hình làm gì hả mình? Nguyên cái dãy nhà tù này nó không hề có một cái chìa khóa này, bạn nhìn thấy rõ đúng không? Những cái song sắt này là không hề có chìa khóa. Mà nó vận hành theo kiểu là bằng điện. Bấm công tơ điện đó là nó sẽ mở hết tất cả cái chuồng này ra các bạn. Thì bữa vượt ngục trong phim mà Michael Sofield là nó bấm công tắc cái là tự động nhà tù nó mở hết ra luôn và nó chạy ra nó lọn các bạn. Thì đây cũng dựa theo cái mô hình này thì từ thời năm 1930-1940 thì cái nhà tù này gọi là cực kỳ hiện đại rồi, mà dùng điện dùng đồ để mở cửa song sắt. Thì những cái sắt này á người ta thay lại là bằng thép. Bạn nên nhớ nhận cái này bằng thép là bạn không có cưa được. Nó rất là cứng. Lúc trước á là cái nhà tù này nó xây là bằng sắt, những thông này là bằng sắt thì nó cưa được. Sau đó nhà tù này thay hết bằng thép luôn. Thì tổng xây thay bằng thép này là hết $200,000 từ năm 1932-34 là bằng
xây bằng thép này thôi là 200.000 đô la, mà cái nhà tù này xây từ năm 1912, thì bạn biết không, xây 1912 thì nhà tù này xây chưa tới 200.000 đô la, nhưng mà tới năm 1934 thay riêng cái những song sắt này thôi là tốn tới 200.000 đô la, là bằng nguyên xây luôn cả một cái nhà tù này trên cái đảo này. Bạn xây từ ngọn hải đăng, xây hết tất cả các nhà gọi là cho lãnh đạo nè, rồi cấp cao, rồi nhà nhân viên ở, con cái học hành trên này luôn để họ canh tù trên này. Tại chỗ này nó cách biệt với lại San Francisco các bạn, thì bạn muốn vô trong vịnh San Francisco bạn đi bằng thuyền bạn vô trong đó thì mới được. Thì bạn thấy không, nó nghiêm ngặt cỡ đó luôn. Thì trong này là họ không cho xài dao cạo, cạo rau, cạo đồ, không cho xài bất kỳ thứ gì mà gọi là sắc bén hết. Thấy rồi chưa? Thì bạn thấy phạm nhân sau khi mà vô trong này ngồi thì cả ngày làm gì đâu bạn, nghĩ chuyện vượt ngục thôi chứ làm gì đâu. Thì những cái lỗ này là những cái lỗ thông gió, rất là tạo điều kiện để vượt ngục rất là dễ. Ở trong Michael Sophie bạn nhìn thấy chưa, cái lỗ này nhìn qua được cái kia là bên thông gió luôn, trời, trong đó nó cái tường trống, nhìn xem của nó không, nó là cái trong đó là cái bức tường trống, nó thông được các bạn, cái lỗ thông gió của phòng máy lạnh rồi phòng thông hơi các bạn. Thì ban đêm họ chỉ họ đục cái này ra, họ múc, họ đào tường, đào đồ các bị kiểu các bạn, họ đào cho nó thuồng ra đây nè, xong họ đào cái lỗ này trong phim vượt ngục bạn thấy không, xong họ lắp lại. Thì ra là đáng lý là nó trong bồn cầu là nó gỡ bồn cầu rồi đúng không, nó gỡ cái này ra nè, cái lỗ này nó thông nữa bạn, nó thông được hết nha, mà những cái ống nước trong này. Thì bạn coi phim vượt ngục ở hồi sau thì nó miêu tả lại y chang cái cục vượt ngục ở tại nhà tù Alcatraz này đó các bạn. Thì nằm trong phòng này thì thật sự là cái dãy chỗ này á nó không thấy mặt trời, cái dãy bên kia không có mặt trời, còn dãy này không có mặt trời nha các bạn, dãy này rất là kín, rất là ngợp. Ở trong này riết họ bị khùng luôn á, trong thấy có sách có vở để trên này rồi các kiểu, rồi ngồi cái này là đáng lý là nó thu lại được nè, cái này nó thu gọn là nó đóng gọn lại được các kiểu được hết. Cái phòng giam này là cái này là có gọi là cái phòng giam bình thường, vậy đối những ngoài gọi đối tượng mà cá biệt vô tù mà quýnh bạn tù rồi đấm người này rồi quýnh người kia rồi không tuân thủ theo gọi là luật lệ ở trong tù thì bị giam ở đâu, thì mình sẽ dẫn các bạn coi cái phòng gọi là phòng biệt giam ở tại này các bạn. Ở đây là nó đã giam, nó có đầy đủ những dụng cụ này, thì phòng biệt giam ở tại Mỹ nó khác gì ở Việt Nam, thì đi theo chân mình cho bạn coi thứ là phòng biệt giam ở tại Mỹ nó khác như thế nào các bạn. Vẫn có biệt giam đầy đủ nha các bạn, vô đây mà cải tạo không ngon ngõn hay là như trong phim vượt ngục là phải vô chỗ biệt giam mà nằm. Sao thấy tù ở bên Mỹ khác gì tù ở Việt Nam không các bạn? Chỗ này có phòng giam xịn hơn các bạn, phòng giam này có vẻ xịn hơn nè các bạn, cái này phòng giam này xịn hơn nè, có giường nằm ở trong, có bồn ỉ rồi bạn nhìn coi, có giấy nè đó. Cái phòng này thì nó xịn hơn, bạn nhìn thấy có cái giường nằm nè, có cái bồn ỉ, cái bồn rửa mặt, cái bồn thì cái bồn ỉ nó sẽ gì đó, cái bồn nó xây liền luôn bạn, nó liền, nó xây liền cái bồn luôn, cái bồn rửa mặt. Chúng ta nhìn vô đây sẽ thấy hả những tù nhân nổi tiếng ở tại ở này, thì có một cái tù nhân nè bạn thấy không, tên là gì, Carbon, rất là nổi tiếng nè đó, chùm không, toàn là chùm không nè, trời ơi, Machine Gun nè, Doc nè, Rippy Gabbit nè, The Bossman nè, Bumby nè, Michael Cohen nữa nè, trời ơi, đều là những người giam nó họ ở tại này các bạn, rất là khét tiếng. Mà vô đây đi vòng vòng coi nữa, đây chúng ta tới đây là chúng ta đi tới phòng giam đặc biệt. Đây cái phòng giam này á, gọi là để làm gì các bạn, phòng giam này là dành cho đối tượng mà gọi là đặc biệt của đặc biệt, nghĩa là vô đây quậy phá mà hạnh kiểm cực kỳ yếu, quýnh lộn này nó cái kiểu bị kỷ luật thì vô trong cái buồn giam này. Đây là buồn giam nó không có gì này luôn, nó chỉ có cái lỗ trong kia để đi ỉa thôi. Thì mình sẽ mở cho bạn coi cái hả, điện flash cho bạn coi nè, thấy không, trong đó chỉ có một cái bồn để ỉa nằm dưới đất, không có gì hết luôn nha. Nếu là bạn là đối tượng đặc biệt là trong đó là bạn không có giường ngủ, không có rửa mặt, không có gì hết luôn, không được mặc quần áo luôn. Nó nói là vô đây bạn không được mặc quần áo, không làm gì hết, bạn nằm trên cái sàn đất lạnh như vậy luôn, nằm trên cái sàn lạnh không có bất cứ thứ gì luôn, là bị kỷ luật đó bạn. Kỷ luật ở tại Mỹ á, thì đây là buồng giam rất là hà khắc, nó chật cái gì này nó nhỏ thì thôi. Trong này á, bạn nhìn thấy không, đây là buồng giam bình thường, là nó có cái cửa sắt, nó có ánh sáng mặt trời vô, nghĩa là hàng ngày bạn nhìn được ánh sáng mặt trời. Nhưng cái phòng giam đặc biệt này, bạn nhìn phòng giam đặc biệt này nè, nó có thêm cái cửa này nữa nè, bạn vô nè,
Trong này là cái bồn sắt, đây là cái cửa sắt. Cái này là cái cửa sắt ở trong, đúng không? Sau khi cảnh sát nó sẽ đóng cái này lại, nó sẽ đóng này lại luôn. Là nó tối thui luôn mà, nó tối thui vậy nè. Tức là bạn không thấy gì hết. Bạn sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời luôn, không thấy bất cứ thứ gì luôn. Là đây là phòng giam dành cho mấy đối tượng mà gọi là quậy phá trong tù của anh. Đây. Có rất là nhiều cái bồn giam kiểu này. Nó khóa lại, khóa trong tù này, mà nhìn vô nó, trong nó có một cái lỗ để bạn ỉa thôi. Đó, bạn vô mình đi vô đi, mình vô mới thấy lần mình. À. Đó, đang lùi ra đây, mình lùi lùi ra xíu sẽ thấy nè. Đây, chúng ta sẽ thấy là 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Thì có 6 buồng giam đặc biệt các bạn, buồng giam trong này là gọi là biệt giam. Các bạn coi phim vượt ngục đúng không? Khi mà mấy thằng quỷ mà bị biệt giam nó sẽ bị nhốt vào trong này họ kín mít luôn. Nó bị gọi là bị tâm thần luôn các bạn. Còn đây là những cái buồng giam ở trên là ở trên là thoải mái, nhìn được ra cái này là cái này có cái cửa sổ nằm bên ngoài hướng bên này nè. Trên này nó có rất là nhiều cái cửa sổ để ánh sáng mặt trời vô các bạn. Nó vẫn đủ không khí, vẫn đủ lưu thông. Đó, thấy giam tại Mỹ chưa? Rồi đi tiếp vào đây. À. Thư viện. Đây là gọi là cái phòng thư viện cho tù nhân đọc sách. Thì nhìn vào đây nha. Đó. Thì chỗ này á là sẽ có những cái ngăn sách, rồi tù nhân sẽ lấy sách đây mượn, xong rồi lấy ra đọc ngồi để đọc các bạn. À. Chỗ này là hệ thống gọi là máy lạnh, máy sưởi ngày xưa nè. Những đường ống nước. Thì ngày xưa vượt ngục này nọ là đi theo chạy theo cái đường ống này. Chúc mình review tiếp cho bạn coi. À. Đó. Recent Library. Đây. Ở đây có 15.000 đầu sách. Đó, thư viện đọc sách. Rồi. Ok các bạn, chúng ta đã đứng tới một cái chỗ gọi là huyền thoại của nhà tù này luôn bạn, là huyền thoại vượt ngục ở tại Mỹ luôn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là bộ ba vượt ngục rất là nổi tiếng của FBI Wanted luôn bạn. Bộ ba vượt ngục xảy ra ở tại nhà tù Alcatraz vào tháng 6, ngày 11 tháng 6 năm 1962. À, thì đây các bạn, họ dùng những cái vật dụng mà gọi là không thể tin nổi, là dùng cái muỗng. Họ dùng cái muỗng này nè để đào cái lỗ về vượt ngục nha các bạn, để đào một cái lỗ nhỏ trong cái tường đó để vượt ngục. Thì đây họ dùng cái đầu giả, tóc giả, làm giả luôn như bộ phim vượt ngục luôn. Thì họ sẽ leo chỗ này lên, đây là cái chỗ họ nằm, nó leo lên đây, họ leo trên tầng thượng, họ leo lên trên tầng thượng như phim vượt ngục vậy á. Họ leo lên tầng thượng xong họ chuồn qua đây, xong họ chuồn xuống dưới. Thì họ đang ở tầng cuối cùng. Thì đây review cho bạn xem rất là cụ thể luôn. À, thì đây là dãy họ vượt ngục nổi tiếng ở tại nhà tù này. Sau khi vụ vượt ngục này nổ ra xong là một năm sau, là năm 1963, là nhà tù này đóng cửa luôn vì tai tiếng quá lớn các bạn. Thì đây cho bạn coi chỗ này, chúng ta sẽ thấy là ở sau lưng này là cái phòng vượt ngục. Thì nhân vật chính nằm ở phòng 152. Các bạn thấy nhân vật chính nằm ở phòng 152 và phòng 150. Thì đây là hai người, bạn biết Michael Sofield đúng không? Sofield nằm ở phòng 152, sẽ lấy cái muỗng và đào một cái lỗ. Đây cho bạn coi cái lỗ. Chỗ này có cái lỗ ngay chỗ giường nằm luôn. Đó, bạn thấy không? Bạn thấy không? Michael Sofield sẽ đào một cái lỗ cho nó. Bạn thấy chưa? Cái khoan, lấy khoan tự chế luôn, nó còn giữ nguyên luôn các bạn. Họ dùng cái khoan tự chế, dùng cái muỗng để múc. Thì sao bạn? Thì lúc này là Michael Sofield ở trong cái phòng này, lấy cái muỗng đào xong lấy cái khoan đó, mà gọi là cái khoan mà bằng sắt, xong rồi đục cái tường chỗ đó ra. Bạn biết không? Thì quản giáo sẽ đi kiểm tra mỗi lần đào như vậy á, thì quản giáo kiểm tra là cái phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là cái phòng này. Đây bạn coi phòng này, rồi đây là cái phòng bên cạnh. Thì phòng bên cạnh sẽ lấy cái đàn. Phòng bên cạnh sẽ lấy cái đàn, đàn lên các bạn, đàn lên. À. Để làm gì? Sẽ lấy cái đàn nó lên để gọi là lấn át đi tiếng đào của phạm nhân bên Michael Sofield phòng 152. Đó, và khi họ đứng họ quan sát bên này, nếu mà họ thấy ai mà đào ra đúng không, thấy quản giáo tới thì họ sẽ báo hiệu các bạn là sẽ dừng lại, và đất đá mà đào được đó là sẽ nhét vào trong cái ổ trong này.
thì cái chỗ này á là nó sẽ thông với phòng máy lạnh, nó sẽ thông lên phòng ống máy lạnh, nó chỗ này nó sẽ thông lên ống máy lạnh ở trên trên tầng thượng, nó sẽ chui vô đó xong nó treo chui lên trên tầng thượng các bạn. Và đây là các bạn nhìn là cái hình nộm này á, là hình nộm này là dùng tóc giả, tóc thiệt luôn bạn. Đây là tóc mà những phạm nhân đi cạo tóc, họ làm xong họ làm bằng cao su cao đồ xong họ chùm lại ngủ. Thì cái bối cảnh bộ phim vượt ngục như thế nào thì copy y chang chỗ này luôn. Sau khi bộ bà này vượt ngục xong, họ đi ra bờ biển, ở bờ biển nãy mình đi bạn coi á, thì họ làm một cái bè bằng cao su xong mà họ bơi ra giữa vịnh San Francisco luôn các bạn. Thì thật sự là cái vịnh San Francisco nó rất là lạnh, nó bạn biết không, cái nước ở dưới đó mà mình đi trên bờ mình lạnh kinh khủng luôn. Cái nước ở đó là trung bình buổi sáng là 19 độ C, còn lúc mà người ta vượt ngục ban đêm bạn biết bao nhiêu độ các bạn, 7 độ C là leo ra bơi ra chứ sao cũng chết rồi các bạn. Thì bạn biết á, bao quanh nhà tù này đó là giữa biển Thái Bình Dương, thì cái biển này là cái biển dòng chảy rất là hung hãn, rất là lạnh. Thì dưới này là những cá mập trắng, đây là các bạn biết không, khi tù nhân vượt ngục mà bước ra được chỗ này rồi là mà bơi là cá mập trắng nó đớp luôn các bạn. Cá mập không ở Mỹ, cá mập không bạn, đặc biệt tại cái vịnh San Francisco này nè, nước lạnh bạn chết vì sốc nhiệt là một, bị cá mập đớp là hai các bạn. Tù ở trên này nó cay, ở trên này nè vượt ra là nó bắn chết nữa là ba. À, nó có cái bọng gác các bạn thấy không, ra là nó bắn bỏ mẹ luôn. À, thì bạn để mà bạn bay qua cái, bơi qua cái hướng bên cái cầu bên này là phải tầm 12 km, bà mẹ bơi thấy mẹ luôn bạn. Bơi qua cái chỗ bệnh của nó phải tới 12 cây số, không thể nào bơi nổi với nước mà quá lạnh gì, đứng này còn lạnh đúng không. Thì đây là một bộ vượt ngục chấn động, họ ba anh em ba người này họ vượt ngục ra nha các bạn, trong cái dãy này họ vượt ngục ra xong FBI tìm không ra luôn bạn, sau hàng mấy chục năm cũng không tìm ra được ba người vượt ngục này luôn. Thì thành một cái vụ vượt ngục thế kỷ ở tại một cái nhà tù gọi là canh nghiêm ngặt nhất ở tại đây các bạn. Trong cái nhà tù này, trong quá trình cái nhà tù này hoạt động thì có tổng cộng là khoảng tầm 15 đứa vượt ngục, thì hết 9 đứa là bị bắt lại rồi các bạn, 2 đứa thì bị tiêu diệt, còn lại 3 thằng thì nó trốn mất tích. Nó tạo lên một cái kỳ tích ở tại cái nhà tù này. Và năm 1962 nó vượt ngục xong là tìm không ra, năm 1963 là phải dẹp nhà tù này luôn. Là bạn biết rồi, cái vụ tai tiếng nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái nhà tù này như thế nào các bạn. Còn trong những nhà tù mà gọi là nghiêm ngặt nhất ở tại Mỹ mà bỗng bị trốn thoát được là chứng tỏ là tụi nó đầu của tụi nó chứa sạn không chứ gì các bạn. Nên đó là lý do tại sao nó làm những chỗ này, nó giam những thằng tù gọi là khét tiếng nhất ở tại Mỹ, tụi nó làm chùm băng đảng, nên nó vô trong này sao mà giam hãm được nó các bạn. Người ta nói là trí tại bốn phương mà các bạn, nam tử Hán đại trượng phu trí tại bốn phương đúng không anh. Và đặc biệt trong này nó vượt ngục là tới 4 thằng là các bạn. Nó lúc mà cái hộp nó đem ra nó vượt ngục á là 4 thằng, thì lúc mà leo lên chuẩn bị đi vượt ngục á, leo trên nóc trên này nè, thì có một thằng nó đổi ý, nó không đi vượt ngục nữa, nó chui vô lại. Thì sau này thằng đó nó khai lại với FBI là cái quá trình hoạt động là đi đào bới như sao này nọ, nó miêu tả là y chang luôn. Nên đó là tiếng nhau tại sao có những cái tư liệu rất là quý cho cái phim vượt ngục đó các bạn. Tại vì có một cái thằng nó nhát chết, thì trong phim vượt ngục cũng có một cái ông, ổng chứa, ổng có một cái túi gọi là mấy triệu đô la luôn đúng không mình. Thì ổng không có đi được nữa, ổng bị trúng đạn, ổng bị thương, ổng nằm một tại chỗ lại. Thì dựa theo cái đó là trong này có một cái thằng nó đi chung cái team 4 đứa mà nó không có đi, nó ở lại. Xong nó mét lại FBI hết từ đầu đến cuối luôn, quá trình dùng muỗng đào sao, rồi lấy găng tay bao tay, rồi cắt tóc, rồi làm tóc giả, lại bỏ vô trong phòng giam để qua mặt quản giáo như thế nào các bạn. Thì là họ nó kể lại y chang luôn, rất là chi tiết. Nên phim vượt ngục họ cũng làm y chang luôn. Hay không các bạn? Cái hệ thống mà thông khí, thông gió, những hệ thống ở trong nhà tù này họ lợi dụng theo những cái đường ống này. Thì mấy thằng vượt ngục nó sẽ hiểu được là cái kết cấu nhà tù này như thế nào các bạn. Thì đó là trong phim á, thì thằng đó nó xăm cái mình nó lên là thành những cái đường ống này nè, để họ biết cấu trúc này nó đi theo các bạn. Thì bạn nhìn hướng ra đây, đây là nhìn ra hướng được á, cộng vàng bên San Francisco bên đó luôn, không biết thấy không. À, thì bạn thấy không, nhìn cấu trúc đó, nhà tù cũng rất là rộng và thoáng mát các bạn. Nhìn nó cũng thoáng chứ bộ, không biết ở trong tù nó thế nào, nhưng mà mình trên đảo này máy nó lạnh. Thì bạn biết trong vịnh San Francisco này là một cái vịnh sương mù bao quay cái đảo này, gọi là thuộc dạng là 24/24 luôn bạn, mà nước rất là lạnh. Nó nằm ngay tại gọi là bờ biển Thái Bình Dương, thì khi chui ra được quay đó rồi là để vượt vô đất liền nó là một cái bài toán rất là khó. Thì đó là tại sao nó sẽ làm những cái buồng, cái chuồng, cái xuồng cao su, nó chuồng bằng những cái găng tay cao su các bạn ạ. À, nó làm rồi những cái áo mưa bằng cao su các bạn, bằng rồi nó bơm, nó thổi lên, nó chui vô đó các bạn. Thì sau khi nó vượt ngục đi á,
tới năm 2013, 2014, 2015, 2018 nó còn viết thư và nó gửi về gia đình nữa các bạn. Nghĩa là nó vẫn còn sống tới ngày nay luôn các bạn. Có đứa vẫn còn sống, có đứa chết. Thì nói chung là tại cũng già thì chết thôi chứ thật sự là không bắt được lại được nha các bạn. Trong phim Một Ngục cũng vậy á, có bắt được nó đâu các bạn. Không biết bắt được hay không, tới phần 5, phần 6 là mình không coi nữa rồi. Thì mình coi cái phim Một Ngục rất là nhiều. Mình coi ít nhất cũng phải tầm 5 lần các bạn. Mấy năm 6 season, 4 thì 4 season đầu mình coi lại phải gọi là 5 lần rồi, thuộc lòng luôn các bạn. Thì cái tập phần 1 là rất là hay, phần 1 là hay nhất các bạn, quá trình vượt ngục ở trong cái nhà tù mà Alcatraz này rất là hay. Đây chúng ta sẽ thấy một cái buồng giam. Nó được đóng lại hả? Đây là gọi là cảnh đầy đủ nha bạn, có gối này, lại đây mình lại quay xíu nè, thấy không? Có gối, 1 2 3 cái gối. Hai gói. Đó. Thì ra cái bàn này để làm gì các bạn? Cái bàn này để quýnh cờ. Đó là cái cờ đó không bạn, quýnh cờ đó. Đây là nhà tù á, chính xác mà bạn, có cái giường này, cái bàn quýnh cờ nữa không. Đây. Chỗ này là chỗ chia quần áo, rồi có cái lavabo là cái bồn mỉa nằm chỗ này luôn. Đó, cái bồn mỉa nằm dưới này luôn, cái lavabo chia quần áo. Ở chỗ này thì họ để chỗ này là có hai cái ly cốc nước nè, sắp là 1, 2, 4, 5, 6 quyển sắp nè. Xà bông rửa mặt lại boy rồi, ăn tắm vậy chưa biết, đâm ẩm rồi. Bạn thấy sao các bạn? Là cái này là giống như trong cái phim mà cái thằng mà tóc dài dài trong phim vượt ngục á, nó ngồi đọc sách thánh, đọc kinh thánh rồi xong nó chết các bạn. Thì nó ở trong cái phòng như vậy là ngang là 1.5 đó. Này, ồ treo tranh ảnh rồi nọ rồi đó nhá. Ồ có đứa ngồi đang lên đó nè bạn, vô cao cao lên nó mình nè. Thấy không? Nó ngồi nó đang lên nè, bạn thấy không? Đang lên nó có thuốc, nó hút nó kìa. Nó hút thuốc được luôn. Trời ơi. Ai cũng có một cốc bằng inox. Ở đây là cái thằng nó chơi đàn Monica nè bạn, nhìn nè. Đó. Bạn thấy không? Đây là chiều theo ý của mấy ông là nhà tù như thế nào, có gì bên đó, nhà tù ở bên Mỹ này nọ rồi. Bị công an bắt rồi nè, bị hải quan Canada rồi nè, bị ba chỗ biên giới rồi nè. Bây giờ tới vô nhà tù Mỹ luôn rồi nè, đầy đủ combo để những ông được cái đòi vậy đó các bạn. Tôi cũng mới vừa đóng tiền cho tòa bên đó, phạt giao thông luôn rồi. Là đóng hết là với lại trường Jeffrey School nữa là tổng hết là 432 đồng. Thì cái phí phạt của mình là hết 366 đồng cho chạy trên Freeway. Còn của mình nó mới nặng các bạn, của mình nó chạy trong thành phố là nó hết 300 nhiêu mình? 330. À, mình là 330 đô. Còn của mình là 366 đô mà mình chạy hơn thằng mình là tới 36 mai. Mình nó chỉ chạy 20 mai, mình chạy 36 mai mà cứ tiền phạt bằng nhau, tại vì mình chạy ngồi Freeway nó bị nó rẻ hơn ở trong city đúng không mình? Đó, cộng thêm traffic school là mình đóng cái tiền đó để mình xóa lịch sử mà vi phạm thì là hết 66 đô nữa. Thì nói chung là mình bây giờ là một người gọi là vô tội yêu đời các bạn, không còn mất tích gì nữa các bạn. Yêu đời rồi, ngồi vẽ tranh vẽ ảnh rồi này nọ rồi các bạn thấy không? Ừ. Vẽ giấy đó. Bạn thấy không? Từ năm 1962 thì nó đã có giấy chùi nít, nó chùi cái mẹ chùi 100 năm nó không thay đổi các bạn. Nó vẫn không có đồ xịt. Nó vẫn là chùi bằng giấy thôi. Đó. Chỗ này là mấy cái ô mà gọi điện thoại cho người thân. Đó. Người thân vô thăm trong này. Này. Ô này là ô để nói chuyện nè các bạn. Nó cái học như vậy nói chuyện để xuyên qua này nọ là bên này cái kính. Kính cường lực. Ở dưới này có cái lỗ nè các bạn. Cái lỗ này nói chắc nó để đưa hàng qua thông qua vậy nè. Nó chặn rồi. Này nó cũng chặn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống một cái đường hầm. Nó có tuổi đời từ năm 1866 tại nhà tù này các bạn. Ôi, vô đây coi thử trong này có gì. Wow. Cái này có hầm hóc rồi nữa ha. Cái gì ở này đây. Trời ơi, mấy cất chim bồ châu của câu nó gì mà nó hôi. Đó. Từ năm 1886. Đừng nói cái này còn nhà tù nữa nha. Này còn nhà tù không đây? Ủa này nó giống như một pháo đài luôn bạn, này nó giống như một pháo đài luôn á. Đó. Đó đấy các bạn. À, này từ thời của Tây Ban Nha. Chỗ này bán đồ lưu niệm. À, thử này là gì? Bị bắt vô tù á hả? Ủa? Bạn thấy
phạm nhân bắt vô tù bảnh không, bạn mặc vest mặc đồ rồi bạn biết sao không, thật sự là cái áo này là áo như áo jacket áo coat nó lạnh các bạn, nên người ta mặc cái áo này nó lạnh nè. Đây là họ cảnh mà bạn coi phim mà vượt ngục đúng không, đầu tiên vô là mặc đồ rất là đẹp, mặc đồ gì xong đứng chào hàng, xong hai bên tù nó sẽ hò reo xong rồi xong nó lột đồ hết ra các bạn, xong nó mặc cái bộ đồ màu cam rất là đẹp. Bên Việt Nam mình thì có bộ đồ đồng phục Juventus, thì bên này có bộ đồ gọi là orange chuột màu cam rất là đặc trưng, không biết còn gì nữa không. Đây hình chụp thì phạm nhân cũng giống mình hồi nãy là cập bến cái này cái phà đó các bạn. Bạn nãy mình cập phà vô thì phạm nhân cũng đi từ cái phà đi xuống, bạn thấy không, đi từ cái phà xuống thì họ mặc đồ, bạn thấy không, mặc đồ rất là lịch sự, ai cũng mang giày tây hết. Đây là những bộ đồng phục mặc trước khi lên tù vô này các bạn, thì y phà sao là y chang vậy luôn, rất là khó để ngục qua chỗ này vì mà nó vẫn vượt được, mà nó lạnh trời má, đứng này gió thổi méo cái mõm mà không muốn sao nó bơi được các bạn. Đây Liết Winner, đây là The Last Day, nghĩa là đây là ngày cuối cùng mà cái nhà tù này nó dẹp nữa bạn. Này 21 tháng 3 năm 1963 thì cái nhà tù này là được giải thể, rồi sau này nó sẽ trở thành một cái công viên quốc gia của The Golden Gate National Park nữa các bạn, chỗ công viên của Golden Gate. À, đây là review hết cho bạn coi nó tại nhà tù này rồi đó. Giờ chuẩn bị đi về. Nhà tù này từ thời mà Hoàng gia Anh tới giờ luôn bạn, 1880 mấy là pháo đài của Hoàng gia Anh, sau này nó mới trả lại, nó Mỹ mua lại cái đảo này. Cái đây là cái đảo ngày xưa là của Anh rồi này nọ, bạn hiểu không, là họ Mỹ nó mua lại cái đảo này, sau đó nó mới xây ra cái nhà tù này các bạn. Ngày xưa là của quân đội. À, cái này của người da đỏ thiệt không nội, nãy Indian đó đúng không mình, này của người da đỏ nè các bạn. Đi thôi đây. À, xong chúng ta đã đi về. Thì Vitality Go là bảo vệ của quân đội năm 1906-1933. Và chúng ta đã kết thúc tour nhà tù ở tại một cái gọi là pháo đài kiên cố giam hãm những tù nhân khét tiếng nhất ở tại Mỹ, và xảy ra một vụ vượt ngục chấn động nước Mỹ ra đời bộ phim Prison Red. Ok, thì nói chung là cảm ơn các bạn xem giờ phút này, nếu thấy hay nhớ đi kênh và like và chia sẻ nữa, mình còn review tiếp với khách hàng chọn ở video gần sau. Bây giờ kết thúc, đi về qua kia qua Golden Gate chơi cái coi, trời ơi bữa nay trời đẹp như gì không đi chụp hình nó rất là uổng phí các bạn. Ok các bạn, sau bao nhiêu lần chạy xuống đây thì cũng đã thấy cái cầu nguyên, cái cầu Golden Gate không còn trong sương mù nữa, lâu mới có nắng đẹp tốt để thấy hết cái cầu các bạn. Trời ơi, đi thăm nhà tù Mỹ bây giờ mới thấy cái cầu Golden Gate hả, full hả, ánh sáng là full vị trí như vậy á. À, bây giờ là thanh toán tiền cho anh Cu Minh để trả tiền ở tích kịch các bạn, thì tổng mình là bữa là nhiêu, 330 đồng các bạn, 330 đồng bằng với lại với bé của mình là 366 đồng luôn, ghê thiệt luôn của mình. Đó, bây giờ phải thanh toán tất cả cho của mình, bữa nói nhiêu, bữa tính là kêu 250, mình đưa 200, mình 50 giờ thành 330 luôn các bạn, ghê chưa, 300 anh. À, đúng rồi, không có, phải mình, này anh trả cho full vé chủ luôn nè, bữa sau nhớ đi cẩn thận nghe cho mình. Đó. Rồi, đi qua thăm nhà tù xong này nọ các kiểu rồi đi về. Yeah. Bye bye các bạn. Chụp hình cái hả?